Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Thủy Tiên có mối quan hệ ít ai biết. Không những có cái tên na ná giống nhau cùng có thành tích đáng nể tại cuộc thi sắc đẹp lớn, Hoa hậu Thùy Tiên, Á hậu Thủy Tiên còn có mối quan hệ thân thiết từ rất rất lâu, khiến ai nấy đều bất ngờ. Nguyên nhân xuất phát từ đoạn tin nhắn trò chuyện của cả hai do Miss Grand International 2021 chia sẻ. Cụ thể, Thủy Tiên mới đây nhắn cho đối phương, trước khi mày đi Miss Grand International có hẹn cà phê mà ngủ quên gái thành Hoa hậu quốc tế. Thùy Tiên lúc này lầy lội đáp lại, tức dữ giống như người ta thành Á hậu rồi nè má. Đăng cuộc trò chuyện, Miss Grand International cũng viết kèm theo, sẽ luôn có những khoảnh khắc thay đổi một cách không thể ngờ. Re-up story của người bạn, Thùy Tiên bật cười, những cú ngủ quên đi vào lòng đất. Qua tin nhắn trò chuyện có thể thấy hai người đẹp quen biết đã lâu và khá thân thiết. Được biết, Thùy Tiên và Thủy Tiên gặp gỡ thông qua Hoa hậu Việt Nam 2018, cuộc thi cả hai xuất hiện với tư cách thí sinh. Họ cùng sinh năm 1998 được ban tổ chức xếp ở chung phòng. Tại sân chơi sắc đẹp này, Thùy Tiên vào top 5, trong khi cô bạn cùng tên dừng chân top 10. Sau cuộc thi, dù mỗi người có một định hướng riêng, song họ vẫn nhắn tin động viên trò chuyện với nhau. Thời điểm Tiên thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế, tôi có nhắn tin động viên và cô ấy nói, Tiên sẽ cố gắng, mày cũng cố gắng lên nha. Và thế là cô ấy đăng quang, người đẹp tâm sự. Thủy Tiên kể mới đây cô xem được một clip ghi lại khoảnh khắc giữa mình và Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 của 4 năm trước. Sau đó cả hai nói chuyện với nhau nhiều hơn. Trước đó chúng tôi cũng khá bận nên không tâm sự thường xuyên. Nhưng chắc là trong thời gian tới sẽ có một buổi gặp gỡ để nói chuyện ôn lại kỷ niệm, cô bày tỏ. Cách đây không lâu, loạt ảnh cũ của Thủy Tiên tại Hoa hậu Việt Nam 2018 được chia sẻ lại, khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ thích thú. Vừa qua nhiều thí sinh khác, Huỳnh Phạm Thủy Tiên giành giải Á hậu 2 Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022. Thành tích này được xem là xứng đáng vì trong suốt quá trình chinh chiến tại đấu trường nhan sắc này, cô là một trong những ứng viên mạnh, được đánh giá cao. Sau đêm chung kết, những hình ảnh thời điểm nặng 90kg của người đẹp quê Đồng Tháp được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi bất ngờ và bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi hành trình giảm cân của Á hậu 9X. Chia sẻ với Thanh Niên về việc những hình ảnh thời cân nặng 90kg được lan truyền trên mạng xã hội, Huỳnh Phạm Thủy Tiên thấy vui bởi đó là thành quả của quãng thời gian nỗ lực rèn luyện. Theo mỹ nhân sinh năm 1998, khoảnh khắc đó cũng là những gì chân thật nhất của bản thân tôi. Tôi là con người ra sao, tôi không ngại thể hiện nó trên mạng xã hội. Nhưng tôi không mong các bạn nhìn vào hình ảnh của tôi để các bạn giảm cân. Tôi mong các bạn nhìn vào tôi là một Á hậu đã nỗ lực rất nhiều, biết trân trọng bản thân mình. Cho dù cơ thể có như thế nào thì chỉ cần trân trọng bản thân các bạn. Cô bộc bạch, Á hậu quê Đồng Tháp nói thêm để có được sự tự tin mạnh mẽ như hiện tại. Cô cũng từng trải qua khoảng thời gian áp lực lo lắng vì cân nặng của mình. Thời điểm cân nặng 90kg, nếu muốn mua một món đồ ăn nào vào giờ ra chơi, cô phải nhờ đến bạn bè. Trong một lần khi tham gia cuộc thi kéo cò ở trường, Thủy Tiên bị một số bạn bè miệt thị ngoại hình. Các bạn gọi tôi là con voi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ. Đáng lẽ ra lúc đó tôi không nên xấu hổ mà càng phải tự hào về bản thân mình hơn, người đẹp thẳng thắn. Thủy Tiên cũng nói thêm, so với thời đỉnh điểm, cân nặng hiện tại của cô đã giảm hơn 32kg. Quá trình lấy lại vóc dáng của mỹ nhân quê Đồng Tháp được chia thành hai giai đoạn, tiêu cực và tích cực. Thời gian đầu, cô học theo những thực đơn không tưởng trên mạng, làm cơ thể không đủ chất dinh dưỡng hại cho sức khỏe. Tôi bị vàng da, mất trí nhớ, không có sự tập trung để làm việc học tập. Tôi cảm thấy sức khỏe của mình không ổn. Từ đó tôi thay đổi suy nghĩ và bắt đầu thực hiện quá trình giảm cân khoa học hơn. Tôi tính toán lượng calo, chất dinh dưỡng nạp vào cơ thể và duy trì việc tập thể dục cho đến hiện tại. Á hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022 tiết lộ.